Năm 2018, diện tích trồng nhãn toàn tỉnh Sơn La là khoảng 12.257 ha, tổng sản lượng đạt 62.000 tấn, tăng 23.000 tấn so với năm 2017. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ nông sản tăng cao. Tại buổi khai mạc tuần lễ nhãn và nông sản an toàn Sơn La 2018 vừa được tổ chức tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng mong muốn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua hệ thống chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện ích hỗ trợ Sơn La tiêu thụ nhãn. Đặc biệt hỗ trợ Sơn La trong việc kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty xuất khẩu chủ lực của Hà Nội, qua đó giúp Sơn La mở rộng thị trường tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc và xuất khẩu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cam kết sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, tập đoàn, siêu thị đầu tư, thu mua, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản Sơn La. Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 có hơn 20 gian hàng, trưng bày quảng bá giới thiệu đến người dân Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận sản phẩm nhãn và các mặt hàng nông sản an toàn tiêu biểu của tỉnh Sơn La đạt chứng nhận Việt Gap, Global Gap.